Đây này, cái mai chiếu thủy nha bạn, trung nu. Cái này được cái cục đế nó cũng tròn. Như mình trồng hơi nghiêng á. Chậu hơi nghiêng, trồng hơi nghiêng. Trồng xéo xéo là tí xíu. Cái cục chỗ này thì được 25. Còn cái cây chỗ này được 12. Chiều cao nó khoảng 34. Tài ngang nó 38, 38, 39, khoảng 39 đó. Trung nu nha bạn. Trung nu. Cái này về thay chậu chơi mình không gãi chậu nha, chậu nhựa này có 10.000 nhổ ra bó bầu gọn hơn. Trung nu.